nhớ ấn like, subscribe và bấm chuông để xem những video mới nhất nhé. Thế thôi ạ. Xin chào các bạn, mình đã quay trở lại và ngày hôm nay thì mình sẽ có một bài so sánh tiêu dùng hai chiếc điện thoại là Xiaomi Mi A1 và Mi A2 Lite. Mi A2 Lite năm nay là phiên bản rút gọn của Xiaomi Mi A2, còn Mi A1 thì là phiên bản tiền nhiệm trước đó năm ngoái. Hai sản phẩm này thì có nhiều điểm tương đồng, khác biệt duy nhất là giá thời điểm hiện tại. Đặc biệt nếu như anh em nào có nhu cầu mua Mi A2 Lite phiên bản 64GB chính hãng trong tháng 9 này thì hãy tham khảo tại Sephonet, sẽ được nhận quà tặng vòng tay thông minh Xiaomi Mi Band 3 hoặc là phiếu mua hàng trị giá 600.000. Thứ nhất là nói về thiết kế thì mọi người có thể thấy cả hai sản phẩm này đều là cùng một mẹ nhà Xiaomi cả và đều sở hữu một thiết kế với khung kim loại nguyên khối. Nhưng mà nếu mà để so sánh thì về mặt trước mình lại thích chiếc Mi A2 Lite hơn bởi vì nó được trang bị tai thỏ phù hợp với xu hướng hiện nay và một cái tỷ lệ màn hình mới nên là mặc dù màn hình hiển thị với kích thước lớn nhưng mà vẫn cho một cái kích thước thiết bị mình thấy là khá vừa vặn so với tay cầm thon gọn nữa. Còn Mi A1 của chúng ta thì sở hữu một cái tỷ lệ màn hình cũ thôi, nhưng mà mặt lưng phía sau thì mình lại lựa chọn Mi A1 bởi vì nó có một cái thiết kế nói chung là nhìn nó độc, nó phá cách hơn. Còn Mi A2 Lite thì mình cảm thấy là giống với chiếc Redmi Note 5 trong năm nay quá. Cái cách bố trí của mặt lưng của Mi A1 từ cái giải nhựa anten cho đến là cụm đèn flash LED và cụm camera thì mình cũng thấy yêu thích hơn hẳn. Và một vài những cái thay đổi khác thì mọi người có thể nhìn thấy về thiết kế thì jack cắm tai nghe ở trên Mi A2 Lite đã được đưa lên phía trên và phía dưới sẽ có thêm một bên giải loa ngoài giả thôi ở bên cạnh trái để tạo một cái thiết kế đối xứng ở cạnh dưới. Và thực chất thì chúng ta sẽ chỉ có một giải loa ngoài bên cạnh phải và chất lượng âm thanh trên hai thiết bị là tương đồng nhau, không có gì khác biệt cả. Đi đến với so sánh màn hình thì màn hình của chiếc Mi A2 Lite sở hữu một cái tỷ lệ mới và kích thước cũng lớn hơn là 5.84 inch, độ phân giải sẽ là Full HD+. Còn trên Mi A1 chúng ta là tỷ lệ cũ này, kích thước màn hình là 5.5 inch và cả hai màn hình này đều sử dụng tấm nền là IPS LCD. Về độ sáng thì Mi A2 Lite cao hơn với 520 nit, còn trên Mi A1 chỉ có 501 nit mà thôi. Nhưng mà trải nghiệm thực tế thì màu sắc ở trên Mi A2 Lite mình thấy là nhìn nó sát với thực tế hơn, còn Mi A1 thì cảm giác là nó hơi bị ám vàng một chút xíu. Về cấu hình thì mặc dù ra mắt sau gần 1 năm, tuy nhiên là Mi A2 Lite của chúng ta vẫn sở hữu một cái con chip cũ giống như người anh em Mi A1 là Snapdragon 625. Mình thực sự là cảm thấy đáng tiếc khi mà tuy là phiên bản rút gọn của Mi A2, tại sao Xiaomi lại không trang bị cho Mi A2 Lite của chúng ta một con chip mới hơn như là Snapdragon 636 chẳng hạn. Cùng với cấu hình là như nhau nên là mình những cái điểm số AnTuTu rồi là Geekbench và 3D Max thì hai sản phẩm này là tương đồng. Cũng như là về trải nghiệm chơi game các kiểu thì mình cũng không so sánh và nói quá nhiều nữa. Sự khác biệt sẽ đến từ phiên bản Mi A2 Lite của chúng ta sẽ có thêm sự lựa chọn là phiên bản 3GB RAM và bộ nhớ trong là 32GB. Về phần mềm thì cả hai sản phẩm này đều nằm trong dự án Android One và Mi A1 cũng như là Mi A2 Lite đều đã được cài đặt sẵn phiên bản là Android 8.1 mới nhất. Giao diện sử dụng thì cực kỳ mượt mà và gần với giao diện Android thuần Google. Cái sự khác biệt lớn nhất giữa hai chiếc điện thoại này mình nghĩ đó chính là về phần camera. Tuy là thông số cấu hình không có quá nhiều là thay đổi, các bạn có thể nhìn bản so sánh của mình về thông số kỹ thuật của camera trên cả hai chiếc điện thoại này thì chúng ta sẽ có camera sau cùng với độ phân giải, chỉ khác là độ phân giải của cái ống kính thứ hai thôi. Camera trước cũng chỉ có độ phân giải selfie là 5 megapixel. Trải nghiệm thực tế thì chắc chắn là phải nhìn vào ảnh chụp rồi. Với camera chính thì giải nhạy sáng trên Mi A1 mình đánh giá là rộng hơn nên là khi chụp auto ở những điều kiện ngược sáng, Mi A1 lấy được nhiều chi tiết hơn. Trong khi đó thì đa phần ảnh trên Mi A2 Lite có xu hướng đẩy sáng tổng thể nên là chụp auto ngược sáng rất dễ bị cháy. Cụ thể như tấm hình chụp cháo thỏ, ảnh chụp tự động trên Mi A2 Lite chi tiết ở những tấm bảng biển phía sau hay là khu tòa nhà bên phải gần như là cháy sáng toàn bộ. Còn ảnh tự động trên Mi A1 thì tấm biển màu xanh cũng như là tấm biển 10K màu trắng hồng vẫn lấy chi tiết tốt và chỉ bị cháy sáng một chút tòa nhà bên phải thôi. Khi bật HDR thì ảnh trên Mi A1 làm tốt hơn hẳn, hiệu quả hơn. Chi tiết tòa nhà bên phải nhìn rõ các ô gạch, trong khi Mi A2 Lite có phần đỡ cháy sáng hơn một chút thôi. Nhưng mà nhìn vào thì vẫn cảm thấy nắng gắt và hơi lóa ở những vùng cháy sáng. Nói chung HDR làm việc trên Mi A2 Lite chưa thực sự là triệt để. Và vì Mi A2 Lite có xu hướng đẩy sáng tổng thể nên là chụp ảnh tối và thiếu sáng lại tốt hơn.
Tổng thể bức ảnh chụp ngoài cửa Lotteria mình nhìn trên Mia Highlight nhìn sáng hơn hẳn. Nói chung là nhìn thật mắt mà không bị quá tối như trên Mia 1. Và cả hai chiếc điện thoại này có cùng camera chính độ phân giải là 12 megapixel nên đều cho chất lượng ảnh và độ chi tiết tương đồng. Có điều chụp tối thì mình thấy Mia Highlight chụp dễ hơn, Mia 1 chụp dễ bị nhòe và rung. Cụ thể thì bức ảnh chụp dưới sân có mấy tấm biển chỉ dẫn bên trái trên tường, nhìn rất rõ chữ ở trên ảnh của Mia Highlight, còn Mia 1 thì nhòe và không đọc được, dễ rung nữa. Về ảnh chụp xóa phông thì cả hai máy trong điều kiện đủ sáng cho chi tiết rất là tốt, ảnh cháo thỏ. Tuy nhiên màu sắc ảnh trên Mia Highlight chân thực hơn, màu áo và màu son tái hiện chính xác, còn ở Mia 1 thì lại hơi ám vàng và khi chụp xóa phông, Mia 1 sẽ tự động zoom gần vật thể hơn cho nên là bức hình cho ra sẽ chụp cận và không được góc rộng như trên Mia Highlight. Xóa phông thiếu sáng thì trong phòng mình thấy do ống kính thứ hai của Mia Highlight có khẩu độ lớn hơn là f2.2 nên là thu được nhiều sáng hơn, chi tiết ảnh cũng tốt hơn. Những nếp nhăn hay là sợi tóc hay cả những chấm đồi mồi trên gương mặt của bà ngoại mình đều được đặc tả rất rõ. Trong khi Mia 1 thì một phần do chế độ làm đẹp cà da khá mạnh và chụp thiếu sáng nên là Mia 1 có phần yếu hơn, chụp dễ rung. Hình ảnh thì chỉ đảm bảo yếu tố là nịnh mắt, chế độ chi tiết thì mình nhìn không thích bằng Mia Highlight. Cường độ xóa phông có thể thấy là Mia 1 mạnh hơn và ảo hơn. Tóm lại thì nếu như các bạn lựa chọn camera chính để chụp ảnh là chủ yếu thì nên lựa chọn em Xiaomi Mi A1. Chúng ta có chụp HDR hiệu quả hơn, chụp có zoom quang 2x và xóa phông cũng ngon. Nhưng mà nhược điểm là chụp vào buổi tối cũng như là thiếu sáng thì không được tốt bằng so với Mi A Highlight. Hơn nữa thì trên Mi A1 của chúng ta còn có quay video với độ phân giải lên tới 4K cơ. Tuy nhiên là nếu như mà để lựa chọn camera thiết bị để quay video thì mình khuyên các bạn không nên lựa chọn sản phẩm của Xiaomi vì thực sự là cái lọc ồn vẫn chưa được tốt lắm, thu âm rất là tệ. Và về camera selfie thì cả hai máy này đều có cùng độ phân giải là 5 megapixel, nhưng mà nếu để lựa chọn thì mình sẽ lựa chọn em Mia Highlight vì có chụp ảnh hỗ trợ thông minh nhân tạo AI này, mặc dù mới với mức giá chỉ có 5 triệu thôi. Điều kiện đủ sáng thì độ chi tiết của Mia 1 sắc nét hơn, một phần do mình để chế độ làm đẹp ở A Highlight, cà da hơi bị nhiệt tình quá. Nhưng mà chụp selfie thiếu sáng thì A Highlight làm tốt hơn. Ví dụ như là bức ảnh mình chụp selfie ở dưới sân, Mia Highlight cho nước ảnh da trắng sáng, chi tiết cực kỳ tốt và làm đẹp nịnh mắt, chứ da không bị ám vàng và hơi bị xỉn xỉn tối tối như trên Mia 1. Hơn nữa thì Mia Highlight của chúng ta có thêm nhiều những cái tính năng khác chụp ảnh hỗ trợ selfie, ví dụ như là chụp có HDR selfie này và có cả chụp ảnh selfie xóa phông nữa. Cuối cùng là về pin, em Mia 1 thì sẽ được trang bị cổng sạc là Type-C tiện lợi, còn Mia Highlight của chúng ta ra mắt sau nhưng chỉ có micro USB thôi. Về dung lượng pin, thời lượng sử dụng thì em Mia 1 là 3080 mAh. Với Mia 1 thì mình đã đảm bảo sử dụng sản phẩm trong vòng một ngày dài khá là thoải mái rồi. Nhưng mà nếu như mà anh em muốn lựa chọn một sản phẩm pin trâu hơn để sử dụng dài lâu hơn thì mình nghĩ rằng nên lựa chọn Mia Highlight, bởi vì với viên pin 4000 mAh thì sử dụng lên tới 1.5 ngày khoảng đó. Và tóm lại sau video này thì anh em sẽ lựa chọn mua sản phẩm nào, Mia 1 hay Mia Highlight, có thể nhìn bản so sánh những cái tiêu chí ở dưới đây nhé. Hiện tại thì giá của chiếc Xiaomi Mia 1 đang được giảm. Tuy nhiên, Mia Highlight cũng có rất nhiều quà tặng hấp dẫn tại các đại lý cụ thể như là Xiaofonet. Chúng ta mua hàng ở đây trong tháng 9 này thì anh em sẽ được nhận Xiaomi Mi Band 3 hoặc là nhận phiếu mua hàng tùy theo mọi người lựa chọn. Anh em có thể tham khảo link về sản phẩm ở phía dưới nhé.